bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển gió sóng hào, ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa, đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong giang ngồi, thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi. Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió trôi qua không gian và nguôi lãng dần, những điều anh chưa nói với em hôm chia tay cây vừa chút lá, hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn. Hát gì lên đi đêm quá yên, trôi trong cơn mơ dòng sông trôi trang, trôi trong cơn mơ niềm đau rất thật. Có bình yên nào không xót xa, anh nơi đây hay còn đâu đó, cô đơn xa xưa từ giây phút nào đến vô cùng. Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển gió sóng trào, ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa, đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi, thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi. Trôi trong cơn mơ dòng sông trôi trang, trôi trong cơn mơ niềm đau rất thật. Có bình yên nào không xót xa, em nơi đây hay còn đâu đó, cô đơn xa xưa từ giây phút nào đến vô. Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển gió sóng trào, ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa, đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi, thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi. Đã khép buồn cơn từ hôm dòng sông rủ mình, quên được không những điều
trời sang mùa đông, nhìn xa ngày xuống xa về, quên được không những điều ta chưa bao giờ, quên được không những điều ta chưa bao giờ, quên được không những chưa bao giờ. Ta chưa bao giờ. Cảm ơn các bạn vũ công rất nhiều ạ. Và đó là Lily khi hóa thân thành được ca sĩ Thu Phương. Chúc mừng bạn vừa hoàn thành xong tiết mục của mình. Vâng, và ngay sau đây sẽ là phần nhận xét đến từ giám khảo Mỹ Linh ạ. Hôm nay cái phần khuôn mặt và vóc dáng của bạn rất là giống với chị Thu Phương. Đấy là cái điểm cộng cho bạn. Tuy nhiên là cái phần hát ý, nếu mà nó lại được giống như là cái vóc dáng của bạn và cái khuôn mặt của bạn khi bắt chước chị Thu Phương thì có lẽ là hôm nay bạn sẽ được điểm rất là cao. Nhưng mà tôi cũng hơi tiếc là cái phần hát này nói bạn chưa được thực sự nghiên cứu kỹ cái cách hát của chị Phương. Chị Phương hát thì thường các nguyên âm của chị mở rất là rộng, vì chị là người được đào tạo thanh nhạc mà. Cái thứ hai là khi chị hát á thì chị rất là nữ tính và rào rạt, nên là các cái phụ âm của chị bao giờ nó cũng ngưng lại một tí rồi nó mới ra. Một cách giống như là thủ thỉ tâm tình đấy chị. Kiểu hay than khóc ấy, dạ. Kiểu như là có diễn xuất trong cái giọng hát của mình đấy. Nhưng mà cái phụ âm của chị bao giờ nó cũng ngưng rồi nó mới đẩy cái nguyên âm ra. Bây giờ em biết vì sao thì là cái chữ sờ trước, rồi một lúc sau mới chữ a nó mới ra. Rồi mới phải gặp nhau biết dương sông chào thì một tí nó mới ra là đó nở lơi lơi lại. Thì nó tạo ra một cái nét rất là riêng và rất là khác biệt của chị Thu Phương, và không có ai lại được chị Phương khi mà thổn thức cái kiểu đó. Đó là rất là đàn bà, thì đáng lẽ là Linh Ly nghiên cứu thêm một chút cái đó thì sẽ rất là tốt. Bởi vì cái bài hát này nó rất dài, gần 5 phút lận, mà nếu mà từ đầu đến cuối mình không nghiên cứu được cái phần nó ra, đâm ra nó nghe nó cứ bị một màu ấy. Thế nên mình cũng hơi tiếc cho Linh Ly. Nhưng mà phải khẳng định lại là bạn rất là đẹp. Đẹp như là nhân vật mà bạn đang hóa thân. Nên là tôi cũng thấy rằng là đấy là cũng một là điểm cộng cho bạn. Cảm ơn giám khảo Minh Linh rất nhiều ạ. Xin mời giám khảo Hồng Ánh. Anh thì anh chỉ thấy là đây là một trong những cái bài rất là khó. Khó bởi vì nó là một ca khúc tự tình, nó dài và đòi hỏi cái sự diễn xuất cũng rất là nhiều. Mà dường như là anh có cảm giác là bạn chọn cái tông bạn bắt nó thấp hơn, đúng không ạ? Cho nên là ở những cái quãng cao á, mình thấy rõ là Ly lên một cách nó rất là cố gắng, và nó truyền cho người xem một cái cảm giác là bạn rất là cố gắng, nhưng có phần nó hơi bị với. Và đặc biệt là cái điểm mà mình yêu thích nhất ở chị Thu Phương là những cái chị ngân á. Ví dụ như là bây giờ em biết vì sao, chị không nói chữ sao liền rồi xong rồi vì thế, nó có chữ ê, nó ngân ra một chút. Và Hồng Ánh không phải là người rành về nhạc lắm đâu, nhưng mà mình cũng nhận thấy ở có một cái câu là đến vô cùng bạn luyến nó hơi lạc tông, lạc một tí xíu đó. Và cái tiết mục vừa rồi thì anh nhận xét thì anh thấy là cái phần vũ đạo, cả trang phục, cả ánh sáng, cả dàn múa rất là hài hòa, nó tạo ra một cái màu sắc rất là lung linh và rất là bắt mắt, rất là đẹp. Còn về giọng hát thì mình hơi tiếc tí xíu. Mình nghĩ là giá như bạn chọn một cái ca khúc nào đó mà nó phù hợp với cái chất giọng của bạn hơn, mà chị Thu Phương đã từng thể hiện, chắc chắn là bạn sẽ còn thành công hơn nữa. Bởi vì về cái ngoại hình, cái nhan sắc thì chị Thu Phương 10, bạn là 9.5. Xin chúc mừng bạn. Ý Hồng Ánh nói là nếu như mình chọn một cái bài hát nào mà cái quãng giọng á, nó phù hợp. Nó phù hợp, tại vì ở cái tầm trung á. Chị Phương thì cái giọng chỉ mạnh, giọng chỉ nội lực, và chỉ hát ở những cái nốt cao, nghe nó nghẹn ngào, nghe nó thổn thức, nghe nó day dứt lắm. Còn nếu như mà cái giọng của Linh mà ở cái tầm trung, không có lên những cái nốt cao và sáng vang được như chị Phương, thì ước gì mà giống như là Linh chọn một cái bài hát nào đó mà cái tông nó vừa phải thì có lẽ là sẽ phù hợp cho Linh hơn. Nhưng mà với anh nha, anh thấy một trong những cái cách chị Phương chỉ hát mà mình nghe ra được cái sự thổn thức day dứt là cái cách lấy hơi của chị ấy. Thí dụ như các ca sĩ khác, họ lấy hơi thì lấy hơi rất là nhẹ nhàng, gần như khán giả không có nghe thấy cái tiếng lấy hơi của họ luôn. Còn với chị Phương
thì nghe bây được cái tiếng nấc em biết làm sao thì đó. Nghe cái tiếng lấy hơi đó nó cộng vào nghe cảm giác nó dây dứt lắm. Không, tức là chị kết luôn. Hợp là vừa lấy hơi nhưng mà người ta có cảm giác giống như chị đang diễn xuất. Đúng, còn một cái điều mà anh thích ở em đó là cái gì? Đó là cái phần em diễn xuất như cái cách của chị Thu Phương chị diễn trên sân khấu. Cái hình thể chị đẹp cho nên là cái tay của chị, đặc biệt là những cái lúc cao trào chị giằng xé với cái ngoại hình đó, với cái biểu diễn hình thể đó, đó thì tự nhiên mình thấy nó quyến rũ vô cùng luôn. Và có một cái điều mà anh hơi tiếc, anh thấy đa phần các bạn có thể cái giọng của mình á nó chưa có đủ mạnh như giọng của những ca sĩ trong cái bản gốc mà mình xem, nhưng mà cái lực mình bỏ ra để mình đưa vào trong từng câu từng chữ á, dường như nó vẫn còn hơi thiếu. Anh không biết là phải chăng hôm nay có chút nữa nhỉ. Dạ, anh không biết là phải chăng hôm nay là do cái vòng bán kết cho nên các bạn có hơi bị áp lực một tí như vậy hay không hả Linh? Em thì em chả thấy áp lực gì cả, em cứ hát thôi. Nhưng mà chắc có lẽ là do sức khỏe gần đây nó không được tốt ạ. Em không hát được tốt. Bây giờ Linh, Linh Ly hát lại mấy câu và đoạn cao trào nhất đó. Đoạn giơ tay đi hát lại thật giống chị Phương rồi xem nào. Xem có được điểm cộng không? Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển số sóng trào. Đó, như này giống hơn này. Ngồi nghe chiều im gió lặng, giữa muôn vàn hoa, đi về đâu cũng là thế. Buồn kia còn trống sáng ngồi. Này giống thiên hơn này. Đường xưa khép lại từ muôn năm rồi. Đấy. Đó. Thích chưa? Nghe ra chị Thu Phương hơn. Nghe này giống đấy. Hơn. Đây đây thoải mái hơn nên là diễn không chị, bị nhạc ép vào. Hay là do bởi vì có nhạc đó chị. À. Tức là mình không có nghe được những cái tí nó tinh tế một tí trong cái giọng hát của bạn ấy khi bạn ấy xử lý. Hy vọng là ở cuối chương trình Linh Ly sẽ nhận được điểm cộng đến từ ba vị giám khảo của chúng ta. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Linh Ly. Dạ, xin mời bạn về chỗ nhé.